Thưa quý vị, chiến sự Israel-Hamas này đã bước sang tháng thứ tư, trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn đang tiến hành một loạt các hoạt động ngoại giao con thoi nhằm giảm thiểu leo thang xung đột tại khu vực, thì tại Gaza, nhiều thường dân vẫn đang cố gắng sống sót khi hệ thống y tế thì vô cùng thiếu thốn. Trong đó, bi thương nhất vẫn là trẻ em. Em Noor Maruf, 11 tuổi, là một trong hơn 1.000 trẻ em Gaza phải đoạn chi, hệ quả trực tiếp từ xung đột Israel-Hamas, theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Em mất chân trái sau vụ nổ tại trại tị nạn Jabalia hồi tháng 10, còn chân phải, mặc dù đang được chữa trị bằng cách cố định đinh vít, tuy nhiên do thiếu thốn thuốc men, trước chân này cũng có thể sẽ bị cắt cụt. Em từng chạy nhảy vui vẻ cười đùa, nhưng giờ khi mất đi một chân, em thấy rất tồi tệ và buồn bã. Em mong muốn có một chiếc chân giả. Một thế hệ trẻ em tàn tật đang dần xuất hiện tại Gaza khi các khu nhà dân sinh cao tầng dày đặc đang bị đánh bom hàng ngày và hệ thống y tế đang rất thiếu thốn cả về nhân sự lẫn vật tư, không thể chữa trị và chăm sóc cho các em một cách đầy đủ. Kể cả khi đã bị đoạn chi, các em cũng vẫn phải đối mặt với việc phải đoạn chi lần nữa hoặc thậm chí tử vong vì vết thương nhiễm trùng. Tôi cố gắng hết sức có thể để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn với các em. Nhưng dù bạn có làm gì thì các em cũng gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Các em cảm thấy cơ thể không trọn vẹn và rất đau đớn. Các chuyên gia y tế nhận định trẻ em bị đoạn chi do chiến tranh sẽ cần hàng chục ca phẫu thuật khi đến tuổi trưởng thành vì xương vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng ngay cả trước cuộc xung đột, Gaza vốn đã thiếu bác sĩ phẫu thuật mạch máu và thẩm mỹ. Chưa kể tới hiện trạng giờ chỉ còn 30% nhân sự y tế tại giải Gaza còn làm việc. 300 y bác sĩ đã tử vong vì giao tranh. Tình trạng thiếu thuốc và vệ sinh kém cũng đe dọa tính mạng trẻ em. Ai cũng sẽ tan nát con tim khi bước vào bất kỳ bệnh viện nào ở Gaza. Thấy những đứa trẻ trong phòng cấp cứu, phòng chờ hay hành lang, những cơ thể nhỏ bé bị tổn thương theo nhiều cách khó có thể nói thành lời. Theo số liệu của Bộ Y tế địa phương, chiến sự Israel-Hamas này bước sang tháng thứ tư đã khiến khoảng 9.600 trẻ em Palestine thiệt mạng, trong khi còn rất nhiều em mất tích dưới các đống đổ nát. Thưa quý vị, cho đến chiều nay mùng 6 tháng 1, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh hôm mùng 1 tháng 1 ở miền Trung Nhật Bản đã vượt quá 120 người, trong khi vẫn còn hơn 200 người chưa được tìm thấy. Tính đến 16 giờ theo giờ địa phương, số người thiệt mạng trong tỉnh Ishikawa là 126 người, số người mất tích là 210 người. Đây là đợt địa chấn đầu tiên cướp đi sinh mạng của hơn 100 người kể từ trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto năm 2016, khiến 276 người thiệt mạng. Nỗ lực cứu hộ hiện đang gặp cản trở do mưa và mưa đá. Khu vực này được dự báo sẽ có mưa đến hết ngày 7 tháng 1, sau đó là tuyết rơi. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bổ sung thêm nhân lực cứu hộ lên khoảng 5.400 người trong ngày 6 tháng 1, từ mức 5.000 người của ngày trước đó. Khu vực bán đảo Noto tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó vào sáng nay xảy ra trận động đất lớn 5,3, tương đương mức 5 trong thang gồm 7 cấp độ của Nhật Bản. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các loạt đạn pháo được bắn đi từ khu vực bờ biển phía tây nam Triều Tiên từ lúc 16 giờ và kéo dài một tiếng. Trước đó, hôm 5 tháng 1, Triều Tiên cũng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo ở khu vực gần hai đảo biên giới phía tây của Hàn Quốc là Yeonpyeong và Panpyeong, buộc người dân trên hai đảo này phải sơ tán. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã triển khai diễn tập bắn đạn thật để đáp trả với hơn 400 quả đạn pháo được bắn vào vùng đệm gần đường giới hạn phía bắc, ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc bắn đạn pháo vào khu vực này kể từ khi hai bên ký thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự hồi tháng 9 năm 2018. Ngày 5 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến công du 7 quốc gia và vùng lãnh thổ kéo dài khoảng một tuần. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ tư của ông Blinken kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát. Trọng tâm chính trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 10 tháng 1 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là tìm cách tăng viện trợ cho giải Gaza, thúc đẩy các biện pháp giải quyết xung đột Israel-Hamas và một số vấn đề khác. Ông dự kiến gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình Gaza cũng như vận động Ankara phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, ông Blinken sẽ tới Hy Lạp để bàn về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hãng hàng không Alaska Airlines của Mỹ đã quyết định đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay Boeing 737 MAX 9 sau sự cố phải hạ cánh khẩn cấp. Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu 1282 chở theo 180 hành khách và phi hành đoàn xuất phát từ sân bay quốc tế Portland, bang Oregon, tối 5 tháng 1 đã quay đầu trở lại chỉ sau 20 phút do một cửa sổ và một phần thân máy bay đã bị bung ra trong quá trình bay, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân sự cố.
Nhân viên mạng lưới tàu điện ngầm London ở Anh đã bắt đầu đợt đình công mới từ tối 5 tháng 1 sau khi không đạt được thỏa thuận về tiền lương và điều kiện làm việc với giới chủ. Dự kiến hoạt động giao thông tại thủ đô nước Anh sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng từ đầu tuần tới. Phát ngôn viên Liên đoàn Công nhân ngành đường sắt, hàng hải và vận tải Anh cho biết cơ quan quản lý hệ thống giao thông London đã không thể ngăn chặn được đợt đình công này khi chưa đưa ra được một thỏa thuận mà các nhân viên mạng lưới tàu điện ngầm London có thể chấp nhận được về tiền lương và điều kiện làm việc. Nhân viên bảo trì đường sắt ở đơn vị phía tây bắc của mạng lưới tàu điện ngầm London đã bắt đầu đình công trong vòng 24 giờ từ tối ngày 5 tháng 1. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1, gần 10.000 nhân viên ở mọi bộ phận mạng lưới tàu điện ngầm London sẽ tiến hành đình công. Đợt đình công này được cho là có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm London và kêu gọi hành khách lên kế hoạch trước, đồng thời kiểm tra trước khi đi. Hệ thống tàu điện ngầm London phục vụ đến 5 triệu lượt hành khách mỗi ngày.